Đập thêm một cái con chồng hay nữa không biết bị làm sao. Thôi, còn ảnh đại diện đấy, đầm như thế không sao. Còn người vỡ mà. Vâng. Thanh mic ạ? À? Vâng. Mic gì? Mic ta. Mic dây. À, mic mic dây. Đang đi dí con gà để mic ta. Mic ta. Không phải là gọi là thích thì lên, không thích thì thôi, mẹ dùng. Có phải anh muốn rồi?
cái nhà sản xuất nên là nó sẽ không rồi. Ví dụ như iPhone 4 bây giờ không ra được ứng dụng, nó khóa vào, nó làm ra khách hàng chán thì bán, không nâng cấp. Hay là những dòng Windows Phone nữa này, rất chối. Lúc mình bán cho khách hàng vẫn bình thường, sau 1-2 năm sau cái nó nói thời cái nó khóa. Cái này tải rồi nhé.
xưa hết rồi. Chả biết bụng thịt béo không khoái đi ra nhớ vào ra béo thịt bụng to ở đây á, gọi là đây đẹp à? Chiều ảnh được. Thử đi. Thử. Qua làm có thử không? Có. Có. Đó. Em sẽ thử cái bỏ thôi mà. Thì anh cứ đợi tí làm không nhanh mà khách mua cả mấy nó không phải không có ai ngon rồi lại bị cái mic này nó ai tiếp là nó bị ai như nào anh Quân? Bây giờ anh cũng như là mail tôi chắc gì là những ai cả đau bây giờ phá luôn đỡ tốn tiền mà khách hàng.